Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ cùng với bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, tới bang Pennsylvania để vận động tranh cử. Bang này cũng được coi là nơi trọng yếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm nay. Trả lời phỏng vấn hãng tin CBS, ông Biden cho biết sẽ tới bang Pennsylvania để cùng bà Harris vận động tranh cử. Ngoài bang này, ông Biden cũng sẽ tới các bang quan trọng khác như Wisconsin và Michigan để hỗ trợ bà Harris. Ông Biden nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Phó Tổng thống Harris bất cứ điều gì có thể. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh bà Harris đang giành được những ưu thế nhất định so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất được New York Times và Siena College tiến hành, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 4 điểm ở bang Pennsylvania và hai bang Wisconsin và Michigan. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng bà Harris và ông Trump sẽ có màn chạy đua rất xích sao và rất khó đưa ra dự đoán ở thời điểm hiện tại. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 79 của Indonesia vào ngày 17 tháng 8 năm nay sẽ được tổ chức ở thủ đô mới Nusantara. Hiện các quan chức của nước này đã đến Nusantara để đảm bảo sẵn sàng cho lễ kỷ niệm và cuộc họp nội các đầu tiên ở thủ đô mới. Lần đầu tiên, Indonesia sẽ áp dụng thử nghiệm kỹ thuật điều chỉnh thời tiết OMC kéo dài 24 giờ để tạo thời tiết tốt nhất cho lễ quốc khánh. Việc ứng dụng kỹ thuật OMC liên tục 24 giờ không ngừng nghỉ không chỉ được thực hiện lần đầu tiên tại Indonesia mà cũng là lần đầu tiên trên thế giới. Dự án rời đô của Indonesia ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Indonesia đã chi khoảng 4,5 tỷ đô, chiếm 1/5 trong tổng số vốn đầu tư dự án. Bộ Thương mại Thái Lan đang hợp tác với khu vực tư nhân để triển khai chiến dịch giảm giá hàng hóa và dịch vụ trong 3 tháng trước khi chương trình ví số được nhiều người mong đợi bắt đầu. Đây được coi là bước đi để kích cầu tiêu dùng trong nước. Thủ tướng Thái Lan Srettha đã chỉ đạo Bộ Thương mại làm việc với tất cả các lĩnh vực để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm bớt gánh nặng chi phí và giảm chi phí sinh hoạt trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 11. Theo đề xuất của Bộ Thương mại Thái Lan, đầu tiên là hợp tác với các công ty để giảm phí thuê các cửa hàng nhỏ và quầy hàng ở chợ, giúp họ quảng bá hoạt động kinh doanh trực tuyến và giảm chi phí vận chuyển với sự trợ giúp từ Bưu điện Thái Lan. Tiếp theo, triển khai các khu mua sắm mới ở mọi tỉnh thành để tăng số lượng mặt bằng bán hàng sẵn. Biện pháp thứ ba là hợp tác với các nhà sản xuất và bán buôn lớn để giảm chi phí sinh hoạt thông qua các chiến dịch giảm giá trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại sẽ tổ chức các chương trình khuyến mãi theo mùa thường xuyên, chẳng hạn lễ hội ăn chay vào tháng 10 và dịp năm mới. Bộ Thương mại Thái Lan tin tưởng rằng các biện pháp này sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan trước khi dự án kích thích nền kinh tế lớn được quản lý thông qua ví số 10.000 baht được triển khai trên toàn quốc. Nắng nóng và nhiệt độ cao đỉnh điểm trong những ngày qua ở Hàn Quốc đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân lên cao chưa từng có, đồng thời đẩy mức dự trữ điện năng của nước này xuống thấp nhất trong vòng 2 năm. Theo số liệu của Sở Giao dịch Điện lực Hàn Quốc ngày 11 tháng 8, tiêu thụ điện trên toàn Hàn Quốc ghi nhận ngày 5 tháng 8 đã lên tới 93,8 GW. Đây là con số tiêu thụ điện năng mùa hè cao nhất từ trước đến nay. Nhu cầu điện tối đa trong mùa hè của Hàn Quốc đã tăng dần theo các năm, từ mức 91,1 GW ngày 27 tháng 7 năm 2021 đến 93 GW ngày 7 tháng 7 năm 2022 và lên đến 93,6 GW ngày 7 tháng 8 năm 2023. Như vậy, chỉ trong 3 năm, mức chênh lệch nhu cầu điện năng của Hàn Quốc đã gần tương đương với tổng công suất của hai nhà máy điện hạt nhân mới. Tỷ lệ dự trữ năng lượng đóng vai trò như đèn cảnh báo về cuộc khủng hoảng điện của Hàn Quốc đã giảm xuống 9% vào ngày 5 tháng 8 và đây là mức dự trữ điện năng thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Cục Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc dự báo, nhiệt độ ban ngày ở khu vực đô thị, bao gồm cả Seoul sẽ vượt quá 30 độ trong tuần thứ 3 của tháng 8, cho dù thời điểm này nắng nóng đã dịu bớt. Thêm vào đó, Hàn Quốc đã kết thúc kỳ nghỉ hè và các doanh nghiệp quay trở lại làm việc hết công suất, nên dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục đạt mức cao mới. MTV Video Music Awards, một trong những giải thưởng âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới, vừa công bố danh sách các đề cử cho giải năm nay. Ca sĩ người Mỹ Taylor Swift dẫn đầu danh sách này về số lượng đề cử. Ca sĩ Taylor Swift nhận được 10 đề cử bao gồm giải nghệ sĩ của năm, nghệ sĩ nhạc pop được yêu thích nhất và 8 đề cử còn lại thuộc về video ca nhạc Fortnite, song ca cùng rapper, ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Post Malone. Năm 2023, Taylor Swift đã mang về 9 giải MTV Video Music Award. Hiện nữ ca sĩ có tổng cộng 23 giải thưởng, chỉ xếp sau kỷ lục 28 giải của Beyoncé. Nghệ sĩ Post Malone xếp ở vị trí thứ 2 với 9 đề cử, phần lớn cho ca khúc Fortnite hợp tác cùng với Taylor Swift. Lễ trao giải MTV Video Music Award
được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tại nhà thi đấu đa năng UBS Arena ở New York, Mỹ. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.